Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều ngày 16 tháng 12, bão Rai tiếp tục mạnh thêm, trở thành một cơn siêu bão với sức gió mạnh nhất đạt cấp 16, giật trên cấp 17. Lúc 13 giờ chiều nay, bão Rai đang ngay trên bờ biển miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30 km, cường độ suy yếu dần. Đến 13 giờ ngày 17 tháng 12, bão ngay trên khu vực phía bắc đảo Palawan, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17. Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và đi vào Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 18 tháng 12, bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 100 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17. Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, ở khu vực phía bắc của Biển Đông, từ đêm nay có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Từ gần sáng và ngày mai, ở vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-10, sau tăng lên cấp 11-12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17, sóng biển cao từ 6-8 mét, biển động dữ dội. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông cấp 4. Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km. Đến 13 giờ ngày 19 tháng 12, vị trí tâm bão ở cách bờ biển Phú Yên, Khánh Hòa khoảng 200 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Trong 72-96 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ có xu hướng giảm dần. Để chủ động ứng phó với bão, hạn chế thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, trưa ngày 16 tháng 12, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai tiếp tục có công điện yêu cầu các bộ, ban, ngành và tỉnh, thành phố ven biển thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền di chuyển phòng tránh hoặc về nơi tránh trú an toàn, tạo điều kiện cho tàu cá và ngư dân các địa phương khác vào tránh trú, kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại khu neo đậu, sẵn sàng triển khai công tác đảm bảo an toàn về người và tài sản trên các đảo và lồng bè nuôi trồng thủy hải sản trên biển và ven biển. Đối với đất liền, hải đảo cần rà soát, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với bão, mưa lũ, sạt lở phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương, nhất là phương án di dời, sơ tán dân để đảm bảo an toàn, đồng thời phòng chống dịch COVID-19, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ để ứng phó với bão mạnh, ngập lụt. Các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long nắm bắt và có kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn cho người dân tại khu vực nhà yếu, phương án quản lý, số liệu tàu thuyền neo đậu tránh bão tại các khu vực cửa sông, lạch. Có phương án đảm bảo an toàn cho những tuyến đê biển xung yếu để sẵn sàng ứng phó trong tình huống bão đổi hướng.